Nè siêu xe rồi. Hả? Này chạy bằng điện hả? Ô, dữ vậy ta. Này chạy hết sức rồi hả? Chạy hết sức thì nói. Rồi hết điện. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Thỏ. Hôm nay thì Bằng đạp xe ở Lido Sài Gòn, nên là đi ngang qua cái khu Mobile Home ở trung tâm Lido Sài Gòn, nhìn đẹp quá nên là Bằng quẹo đây quay cho các bạn cùng xem. Và thật sự rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng với Bằng chúng ta vô trong nha. Bằng nghe được cái tin là nhà sách Tú Quỳnh sắp đóng cửa, nên là cũng trên đường đi ghé ngang quay lần cuối cho các bạn cùng coi để làm kỷ niệm. Đây các bạn, phía bên tay trái của Bằng này là cái nhà sách Tú Quỳnh nè. Đây sách Tú Quỳnh đây, kế bên là cái chỗ cầu nguyện của cha Chu Bửu Diệp. Phía sau Bằng này là cái nhà sách Tú Quỳnh nữa các bạn. Đây là một trong những cái business của người Việt đầu tiên tại Cali này luôn á các bạn, tại Mỹ luôn. Họ đã mở được hơn 40 năm rồi, nghĩa là từ khi mà người Việt đến Mỹ định cư. Và bây giờ thì họ đã chính thức đóng cửa, đã có thông báo rồi. Và đây là cái lần quay cuối cùng của nhà sách Tú Quỳnh, vì chắc bạn cũng không có quay lại đây. Tạm biệt. Rất là tiếc các bạn. Nên là đây là nơi mà rất là nhiều người Việt đến để mua những cái sách để học tiếng Anh đó các bạn. Vì họ có bán rất là nhiều sách của những người ở trong nước viết mà ở Mỹ viết nữa, là những cái sách dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt á, song ngữ để mình học. Bây giờ họ đóng cửa rồi. Hai cô, ủa cây này cây gì vậy cô? Cây chùm ngay. Chùm ngay hả cô? Ừ. Ồ, con nghe tên là mới thấy lần đầu hả? Vậy hả? Dạ. Yeah. Ồ, mà nhiều người không biết, đi ngang cái nói trời ơi sao trồng cây xua đũa vậy? Ê, bông bao gì đậu đũa. Đậu đũa, à đúng rồi, con nhìn cũng giống, đúng rồi, nhìn cũng giống đậu đũa mà nó bự hơn nhiều. Con đi chiếc xe đẹp quá vậy anh trai. Dạ. Ủa mà con ở trong khu cô hả? Dạ không, con ở khu bên kia. Ờ vậy hả? À, đạp qua đây chơi. Xe đẹp thiệt. Ồ cây cốc nữa kìa. Trời đã ghê. Ồ, có cây vườn cây nhà xuống không? Đúng, mà cô muốn ăn ăn trái cây nói thì hơi quá đáng. Sari Gò Công nè. Ồ. Chính cống này tàu nó mơ mốt nó đỏ vàng hàng với nhau mà trái bằng to bằng ngón chân cái. Hình như qua mùa rồi đúng không cô?
Nhưng mà nó vẫn còn nè, bông tím điểm nè, con thấy không? Dạ. Yeah. Bông tím điểm đó. Với là ở phía sau nữa. Ồ. Nghĩa là cô chơi những cái nó không có tốn công nhưng mà nó rất là quý, special. Dạ. Yeah. Cho nên thành ra cô có cái nguồn vui đó, cô hiểu không? Mà từ khi mà cô vừa đến đây là cô đã tự tạo rồi, mà lúc đó cô làm hai chốt. Yeah. Bây giờ chỉ còn hưởng thôi. Ồ. Tức là mình tính đúng, không sai. À, qua đây mấy chục năm rồi hả cô? 28 năm. Ồ, quá lâu rồi. Giờ hưởng là sướng rồi. Nhưng mà con thích cái gì cô cho? Dạ không, tại con thấy lạ nên con ngừng con hỏi thôi. Ai? Thấy cây lạ dạ, quá. Dạ cô nha, đặc biệt nha, là cây này nè, cây cốc nè. Dạ. Ờ, cây seri gò công mấy tượng mấy người đó tưởng là cô gắn trái giả, không có. À. Ờ tưởng gắn trái giả. Cho con một trái cốc được không? Được. Dạ, con học ở đâu vậy con trai? Dạ. Con học ở đâu vậy? Con học ở Golden West. Ờ vậy hả? Dạ. Trái thôi. Thôi để cô lựa trái lớn cho con nè. À, quả quả thì trái luôn vậy. Vậy? Này là cốc Thái hả con? Wow. Chào con trai. Dạ. Cô lựa trái lớn cho con này. Đây con cái dạ. Đây là con cái trái lớn. Đây là nha con. À. Cô cái này chứ cái này nó vàng. Cái vàng nó để làm giống. Làm giống. Chợ người ta xin. Thấy con dễ thương. Dạ. Có duyên quá. Con mà ra đi ra đường con nói chuyện là thích lắm. Cảm ơn cô. Dạ. Con thấy cây này lão. Bây cô... giờ có thích con trái cầm chơi không? Dạ thôi. À, thôi dạ. Mà trái này thường để làm gì cô? À, cái trái này đó thì thường thường ở Philippines á. Ồ, ở Philippines hả cô? Mỗi một nhà đó là người ta đều trồng một cây hết. À. Để từ một cái nấc vậy nó là một trái. Dạ. Thì con lấy ra trong đó nó có cái phần trắng, con ăn như nhân sâm vậy. Ăn à. Rất là bổ. Còn không thì để nó khô, đâu bắt là khô vậy nè. Dạ. Thì là gieo hộp thì nó lâu quá. Con hiểu không? Dạ. Rồi cắt cây cắm luôn. Dạ cắt cây cắm luôn. Rồi cái lá của nó chỗ ngon vậy nè. À. Là con nấu canh nghĩa là vé luôn. Nó còn ngon hơn bùn ngót nữa. Ồ. Rồi đồng thời đó nó... Ồ vậy là cái lá nó cũng giống lá bùn ngót hả cô? Không, lá bùn ngót này nè, nó trị cả trăm bệnh nha. Ừ. Không, con biết cây bùn ngót ở nhà con cũng có. Ờ đấy nè. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy đó. Nhưng mà thấy cái lá nó cũng xem á con. Ừ, con nói cũng hay. Đúng rồi. Đó. Ờ nấu canh ăn được luôn ha. Ờ, nào giờ nghe tên thôi chứ chưa bao giờ thấy cái cây này. Chùm ngay, thấy lạ quá trời. Mà cô thấy cười lắm, ai đi ngang cũng chậm lại cái dừng lại. Dột quá. Đúng rồi. Ngoài ra còn có những cây tuyệt chiêu nữa mà con chưa biết đâu, chẳng hạn như càng cua. Dạ. Yeah. Ngòn gai cố trong như hơi thở vậy. Sáu chậu càng cua từ hồi qua giờ là cứ để vậy là ăn thôi. Trời ơi. Cái đó ăn với cá mồi cũng ngon. À, hay, đúng rồi. Yeah. Bởi vì thành ra mình nói chuyện với cái người đam mê trồng cây và có sự hiểu biết thì mình cảm thấy thoải mái. Cô mà sao cái đầu cô trồng cô sáng tạo ghê con. Yeah. Cô làm nhẹ nhàng với hơi thở vậy. Ai đi ngang mà dừng lại cái là cô biết rồi à. Rồi à. Phải cây này đúng không? À. Dạ thôi cảm ơn cô. Còn thích gì nữa không con? Dạ thôi. Dạ. Cảm ơn cô. Bye bye cô. Rồi. Dạ. Trời ơi, có cái xe độc vậy hả? Có cái xe dữ vậy? Nè, siêu xe rồi. Hả? Này chạy bằng điện hả? Ô, dữ vậy ta? Này chạy hết sức rồi hả? Chạy hết sức thì nói. Rồi hết điện. Ờ, một thắng, mỗi lần thắng là vậy à. Chỉ tới và lui thôi chứ không có biết khác. Ok, bye bye. Ở đây còn có một khu cho trẻ em chơi nữa. Wow. Yeah, ở đây còn có một khu cho trẻ em chơi nữa. Đây là sân bóng rổ cho trẻ em chơi. Phía bên kia có xích đu với bãi cát nữa. Yeah, nhìn rất là dễ thương luôn. Chạy lên gần.
hồ, một hàng bông giấy. Quá đẹp. Cái khu bộ hộp này đẹp quá đúng không các bạn? Bạn không biết cái khu này giá thuê tháng bao nhiêu nhưng mà nhìn rất là đẹp luôn. Với người Việt của mình đi đến đâu là làm vườn đến đó, nên là cái khu ở nhìn nó rất là sinh động, nhìn nó rất là sao ta, gần gũi thiên nhiên á, đẹp. Rất rất đẹp luôn. Này nằm ở trung tâm của Lido Sài Gòn các bạn, nằm trên đường Bô Sa luôn. Nên là bạn nghĩ khu này giá thuê của nó cũng cao lắm á, không rẻ đâu. Ok, bây giờ đi về thôi. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.